Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được con phan bàn 6 tắc của mặt của Toshiba nha anh em. Đây, con phan bàn 6 tắc ha. Bây giờ em xin đọc thông số máy cho anh em mình nha. Phan bàn 6 tắc Toshiba mã có là DP-13A nha. Điện là điện 100V nha anh em. Con này công suất của nó là 300W nha. Dòng tua là 2.500 đến 3.100 dòng trên phút nha anh em. Thì nó xài mũi là mũi 13 ly nha. Đó, nó cao 6 tắc rồi nha anh em. Xài mũi 13 ly nha. Đó, máy zin nguyên bản hết nha anh em. Đó, motor của nó cũng khá là lớn ha. Ngoại hình của máy thì hàng bãi thì nó hơi nhâm ở phía ngoài thì không ảnh hưởng gì nha anh em. Đó, chủ yếu em bao máy móc là chạy ok hết nha anh em. Đó. Thì em test máy cho anh em mình xem nha. Thì anh em quan tâm đến con phan bàn Toshiba này thì liên hệ em nha. Cảm ơn em.